Kính chào các bạn. Hôm nay ngày 19 tháng 5 là ngày sinh lần thứ 129 của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân vật vẫn gây tranh cãi trong và ngoài nước về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Đặc biệt, ngay cả khi ông đã chết đi, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, mặc dù cho đến nay vẫn luôn hô hào thực hiện theo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng bản thân họ không làm theo cả bốn điều mong muốn ghi trong di chúc của ông, đó là không tổ chức đám tang linh đình lãng phí thời gian và tiền bạc của dân, thì ngược lại họ lại cho xây lăng tẩm tốn kém cho nhiều thế hệ. Điều thứ hai, hỏa táng thi hài thì họ lại mổ xác, rút nội tạng và ngâm hóa chất bảo quản lạnh. Điều thứ ba, cho hỏa táng được chia làm 3 phần bỏ vào 3 hộp sành cho miền Bắc, Trung, Nam thì họ lại để xác trong tủ kính trưng bày giữa thủ đô Hà Nội cho mọi người vào xem. Điều thứ tư, những hộp cho hỏa táng được chôn cất trên một quả đồi, không dựng tượng đồng, bia đá trên đồi đó, ai đến thăm nên trồng một vài cây nơi ông an nghỉ, thì họ lại cho vào lăng Ba Đình với cả một bộ tư lệnh lăng hàng nghìn người để canh gác, dựng hàng nghìn tượng lớn nhỏ đến khổng lồ, tốn hàng trăm nghìn tỷ đồng ngân sách của người dân. Để làm rõ những quãng đời đen tối của cuộc đời Hồ Chí Minh, sau đây mời các bạn xem buổi phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên, là con cụ Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều năm, để biết rõ sự thật. Các bạn hãy cùng bình luận và chia sẻ nhé. Tôi có những cái quan hệ với lại những người về sau này nắm những cái chức vụ lớn, thí dụ như là Trường Chinh. Thì về cá nhân mà nói thì tôi thấy là tôi có cảm tình với cái người này, mà không những tôi không có cảm tình mà bà ngoại tôi là cái người đàn bà hiền lành, nhưng mà nói với tôi đấy, không hiểu sao bố mẹ các cháu lại chơi với cái thằng ấy, trông nó không ra làm sao cả. Thì cái đấy là các cụ theo cái kiểu gọi là các cụ xem tướng gì đó thì không biết, nhưng mà bà ngoại tôi không phải là một người có học về tướng, học không có, nhưng mà bằng cái cảm nhận rất lạ kỳ thì tôi thấy bà tôi đúng. Bà tôi đúng là bởi vì rằng là tôi nói riêng một việc của Trường Chinh thôi, tức là cái cải cách ruộng đất. Hồi ấy khi mà đưa ra cái chủ trương cải cách ruộng đất thì chính ông Hồ Chí Minh nói với bố tôi và ông cụ đã nhắc lại kể tôi nghe, là ông Hồ Chí Minh nói rằng là làm gì vội, bây giờ mình kháng chiến chống Pháp đã xong rồi làm cũng kịp cơ mà. Nhưng mà Trường Chinh là cái người kiên quyết và ông Hồ Chí Minh là người nhu nhược đã tuân theo. Cái tội của ông Hồ là với cương vị chủ tịch một nước mà đã ký cái sắc lệnh cải cách ruộng đất thì cái tội ấy không chối được, dù rằng là ông bị xúi giục, ông bị ép buộc hay là cái gì đi chăng nữa, ông ấy người không người toàn quyền nói là tôi không ký, nhưng ông ấy đã ký, vậy thì cái tội ấy là cái tội. Còn Trường Chinh tại sao lại muốn làm cải cách ruộng đất như thế, là bởi vì rằng cái giai đoạn đầu tiên của cuộc kháng của cái cuộc cách mạng tháng 8 thì phần lớn những người ở nông thôn, những người có tiền của thì mới ủng hộ được cách mạng chứ, thì những người đó về sau này bị đổ là địa chủ với lại cường hào gia đáp, chứ còn cái anh bần nông cố nông không còn gì nữa thì nuôi làm lấy gì, nuôi bộ đội lấy gì, nuôi cán bộ. Nhưng cái bọn ấy là bọn đối với Trường Chinh là bọn hư hỏng, cái bọn ấy là coi rằng cách mạng xong rồi thì tất cả đều là bình đẳng với nhau, cho nên coi các cái vị mà sau này người ta tôn lên làm lãnh tụ đó là chỉ là những người cách mạng mà thôi, họ như nhau. Thì bây giờ phải diệt cái bọn ấy đi thì sẽ tạo dựng ra được một cái xã hội mà trong đó có những vua quan mới và những kẻ thủ họa thủ túc chỉ có vương ngạ thôi, thì bây giờ có gì khó đâu, đánh cho cái bọn kia tan, đổ cho chúng nó những tội ác như kiểu như là đối với bà Nguyễn Thị Năm, thì sau đó lấy mấy cái thứ vớ vẩn thật sự không có nhiều đâu, gọi là lấy ruộng đất mà chia đó, thì sau đó là lại đưa vào hợp tác xã thì chả có cái gì cả,
Nhưng mà thường mấy nông dân mà sau cái vụ đó là cũng được, anh chỉ được cái nồi đồng, anh chỉ được cái xo, anh chỉ được cái chảo, có anh chỉ được có mỗi cái chiếu điều thôi. Nhưng mà sau đó thì người ta đặt họ vào những vị trí lãnh đạo của nông thôn, thì cái đám này sẽ là cái đám tuân phục hoàn toàn đối với lại cái chính quyền ở khu giải phóng với lại chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì sau khi mà tiêu diệt cái đám kia rồi thì nông thôn hoàn toàn, mà nông thôn nó nói đúng cái chữ người ta dùng là quân chủ lực đấy, nông dân là quân chủ lực, họ nói đúng đấy, là bởi vì tất cả những các thứ về sau này thì là huy động nông dân là nó tiện lợi, bởi vì rằng là đưa đi bộ đội hay làm các thứ khác thì là cái đám mới này nó làm một cuộc bạo lực. Và tôi muốn nhấn mạnh là cái này, chúng tôi những cán bộ vào cái giai đoạn đó được học rất rõ ràng rằng cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh chính trị. Cái điều đó người ta nhấn mạnh hơn là về vấn đề ruộng đất. Cái mục tiêu đưa lại ruộng đất, chia lại cái ruộng đất cho dân cày không phải là cái mục tiêu lớn, mà cái mục tiêu chính trị là đánh đổ cường hào gian ác. Có một bạn tên là Phạm Khoa có hỏi, có ai trong đảng đứng ra phản đối cải cách ruộng đất không ạ? Có chứ. Nhưng mà vào cái giai đoạn đó thì người ta có cái hội nghị nào để về cải cách ruộng đất để mà phản đối đâu. Nhưng mà lác đác thì tôi nghe thấy những người phản đối, chứ còn thì có một cái hội nghị để bàn về cải cách ruộng đất là không có. Tâm trạng của ông Hồ Chí Minh khi biết bà Nông Thị Xuân chết thế nào? Cái đó thì tôi chịu, cái đó thì tôi không thể nói được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông ấy cũng có đau đớn, vì đấy là theo cái lời của ông Nguyễn Tạo. Ông ấy cũng là người chứ. Thì cái người mà ông ấy đầu gối tay ấp mà bây giờ bị giết thảm khốc như thế thì ông cũng đau đớn. Đây là ông Nguyễn Tạo nói với tôi, và ông bảo là bác cũng đau đớn đi chứ. Còn tôi không biết và cũng không nghe ai nói rằng ông ấy vật vã hay là cái gì thì tôi không biết. Vâng, có một bạn tên là Lê Hoài Anh có hỏi, ông có thể xác minh rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh có giọng Nghệ An hay không? Tôi không phải là người nghiên cứu về cuộc đời, tiểu sử của Hồ Chí Minh. Cái này xin nhường lời cho những người nghiên cứu. Tôi chỉ là cái người đi theo cụ Hồ mấy lần về Kim Liên. Thì tôi cho rằng đó chính là quê của ông ta. Còn nó dính với ông ta nhiều hay ít thì cái đó là chỉ có ông ấy biết thôi. Chứ còn thì tôi không thể nói thay ai được. Thì có một người tên là Panelist có hỏi là bác có thể cho biết là ông Lê Duẩn là một người thế nào? Lê Duẩn là một người mà tôi cũng có quan hệ, như là thí dụ như với Trường Chinh hay là Hoàng Quốc Việt hay là Nguyễn Lương Bằng, là những người trực tiếp có gặp gỡ, có trao đổi. Thế nhưng mà căn cứ vào những gì mà tôi biết ấy, thì đó là một cái người trực tính, rất là thẳng thắn. Ông ấy muốn làm cái gì là ông ấy làm bằng được, và không có ai can ngăn nổi. Có một nguồn tin cho tôi biết là sở dĩ mà ông ấy trước kia ông ấy rất là ca ngợi Mao Trạch Đông, và sau đó ông ấy quay ngoắt lại, ông ấy ghét Mao Trạch Đông ấy, chỉ vì có mỗi cái là Mao Trạch Đông không tiếp ông ấy trong lúc ông ấy sang để gặp Mao Trạch Đông, mà bắt phải chờ đợi không biết mấy ngày ra đại khái như thế, thì giận lắm. Và tính của ông này là cái tính nóng. Thế có một lần thì con rể ông ấy, tức là cái anh, để tôi nhớ tên này, tức là lấy cô cừ, đấy,
Lê Bá Tôn. Thì Lê Bá Tôn là bạn tôi trong cái thời gian học ở Liên Xô, cho nên là có nói chuyện về, chúng tôi có nói chuyện với nhau về cái cách mà làm thế nào để đất nước nó giàu có hơn. Thì về Lê Bá Tôn có nói với lại Lê Duẩn, thì ông Lê Duẩn ấy là bảo Lê Bá Tôn, bảo ông con rể đấy, bảo thằng Hiên nó lại đây nói chuyện với ta. Thì tôi lúc bây giờ là có thể tôi sai, nhưng mà với một cái cách nói như thế thì tôi không thể đến. Tôi có cái đủ cái tự trọng để thấy không phải tôi là tay sai của ai để mà bảo rằng là bảo thằng Hiên đến nói chuyện cho tao nghe, thì tôi không đến. Nếu như hôm đó mà tôi nghe lời Lê Bá Tôn mà tôi đến thì có lẽ tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với ông ấy. Nhưng mà ít nhất là tôi cũng đã là một cán bộ, thì bây giờ nếu muốn nghe tôi nói thì ông ấy có nên dùng một anh thư ký đến nói chuyện, hoặc là viết một cái thư của văn phòng ông ấy đến mời tôi thì tôi đến. Có một bạn đọc tên là An Lộc có hỏi là theo thông tin thì cụ Hồ đã chung sống với nhiều phụ nữ trong cái quãng thời gian ông hoạt động cũng như sau này, và có những người có thể nói là cưới làm vợ. Vậy nếu ông có thể xác nhận thông tin đó hoặc cho biết rằng là những người đấy là ai, và hiện nay tức là cái sau đó họ như thế nào, những cái gì mà ông biết? Đây là một câu hỏi khó cho bất cứ ai muốn trả lời. Vì thứ nhất là cái mà được cả thế giới biết là ông ấy có lấy một người Trung Quốc tên là Tăng Tuyết Minh, mà cái việc đó là nó có văn bản, có những lời chứng của những cái nhân vật lịch sử của Trung Quốc như bà Đặng Dĩ Siêu hay là ông Lưu Trú Kỳ chẳng hạn như thế. Còn ngoài ra mà thì tôi không phải là cái người bạn tâm tình. Tôi là đứa cháu, tôi ít tuổi hơn ông ấy, và ông ấy không một lần nào nói chuyện với tôi về những tình sử của ông ấy cả. Mặc dù là nếu ông nói thì tôi cũng thích thú nghe, nhưng ông không nói thì làm sao mình biết được. Có một bạn tên là Hiệp Định Công có hỏi rằng là cải cách ruộng đất có nhiều người chết không bác? Nhiều đấy, mà hiện nay thì không có con số thống kê nào có thể gọi là đáng tin cậy. Tôi có ghi ở trong đêm giữa ban ngày cái con số mà theo tôi tính là tính theo các xã rồi tính bình quân thôi, thì cái đó là nhiều người khác đã tính theo cách khác, nhưng mà tôi có thời gian đi về các xã thì tôi nghĩ rằng là mỗi một xã nó có thường thường là 1 đến 3 người bị bắn. Thì nếu có số ít số nhiều thì mình tính bình quân thôi, chứ còn đó là một hình dung, không thể gọi là thống kê. Mà đã gọi là không là thống kê thì cũng chẳng có gì đáng tin cậy. Có một người hỏi rằng ông Hồ Chí Minh thì sau những năm 47 thì dường như có thể nói là cái quyền lực của ông có cái gì thay đổi so với trước đó không ạ? Điều này là một cái điều mới mà phải là những người gần gũi với lại cái cuộc kháng chiến và khu an toàn, tức là ATK đó, thì thấy rằng năm 1946 cụ Hồ muốn gặp các nhân sĩ, gặp các cán bộ mà ông ấy tin tưởng, thì chỉ cần bảo cái anh giao thông thôi, mà lúc còn có cái xe ô tô Citroen đến đón về thì nói chuyện được, hoặc là gọi điện có thể là đến được, liên lạc được với nhau. Nhưng mà khi mà lên đến an toàn khu, tức là ở huyện Sơn Dương đi vào đấy, thì ông ấy hoàn toàn là cô đơn ở cái chỗ, trong cái ý nghĩa là không được gặp gỡ thường xuyên với lại những người mà mình muốn gặp, tức là các nhân sĩ và những người cộng sự gần thật gần gũi. Thì ở cái ban kiểm tra 12, tức là cái chủ tịch phụ lúc bấy giờ ấy, quanh ông Hồ Chí Minh thì chỉ có cha tôi, ông Phan Mỹ
ông Nguyễn Văn Lưu, ông Lê Văn Dạ. Thế thôi, không có ai nữa. Thì vì thế cho nên là đây nó là một cái hiện tượng rất bất ngờ đối với những người nghiên cứu hoạt động của ông Hồ Chí Minh. Người ta không bao giờ nghĩ rằng những cái việc mà còn quyền lực có uy thế hay là gì đó, là thường thường người ta cho rằng đấy là do những lý do đấu tranh chính trị trong nội bộ đảng. Nhưng không ai nghĩ tới một cái việc là chính cái khoảng cách địa lý nó đã đóng một cái vai trò rất quan trọng. Vào thời gian bấy giờ ở huyện Sơn Dương ấy, chỉ cần đi 10 cây số thôi thì đã có thể gặp hổ, gặp báo, gặp chó sói, gặp chăn, gặp rắn độc. Cho nên không phải bất cứ lúc nào cũng có ai là muốn đến với Hồ Chí Minh thì đến, và người ta có thể dễ dàng, hay là Hồ Chí Minh muốn đi tới gặp một người nào đó thì cũng có thể làm được những cái điều vậy. Cho nên là đây là một cái điểm mới, tức là cái khoảng cách địa lý có đóng vai trò trong cái việc mà cái quyền và cái lực của chủ tịch nước lúc bây giờ. Vâng, có một bạn khác hỏi rằng cái thời gian đầu mới thành lập thì cái quốc hội cũng như là chính phủ có vẻ là có nhiều cái đảng phái khác nhau, vậy sau đó thì tại sao mà dần mất đi, và có phải đây ý của ông Hồ Chí Minh muốn vậy hay không, hay là ai đó đã làm cái điều này? Đây cũng là một câu hỏi khó mà các bạn phải nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy cái tình hình nó xảy ra. Thứ nhất là khi mà những người cộng sản nắm được cái chính quyền đầu tiên thì cũng có ý định lập một cái chính phủ gồm toàn những người cộng sản. Nhưng mà điều đó đã không thành công, là bởi vì rằng nhân dân không hề biết những người cộng sản, thí dụ như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp là ai cả. Nhưng người ta biết những nhân vật có danh tiếng ở Việt Nam. Cho nên là ông Hồ Chí Minh đã nghe theo những lời khuyên là muốn có một cái chính phủ mà dân tin theo thì phải có những người có danh tiếng mà dân biết đến. Thế thì vào cái giai đoạn đó nó có thêm một số các cái đảng phái khác, ví dụ như là Quốc Dân Đảng, rồi Đại Việt Quốc Dân Đảng, rồi thì Quang Phục Hội các thứ vân vân. Thì tất cả những cái đó là đều có chân trong quốc hội cả, nhưng mà vì rằng là nếu bầu quốc hội đó thì họ không đủ phiếu, cho nên là ông Hồ Chí Minh đã có một cái quyết định táo bạo là dành hơn 70 phiếu, 70 ghế cho Quốc Dân Đảng. Nhưng khi mà ông đi sang Pháp để gọi là hộ tống, chứ ông ấy không phải là cái người ký cái hiệp nghị Fontainebleau, thì trong giai đoạn đó là ở nhà đó, là người ta đã làm những cái công việc là trấn áp những cái lực lượng đối lập với lại Việt Minh. Và có một bạn hỏi nữa, trong di chúc của ông Hồ Chí Minh có nói rằng là thiêu xác và giải ba miền, cũng như là không đưa về xây một cái khu rất là nhỏ để làm tưởng niệm thôi. Thế thì tại sao mà sau đó người ta lại quyết định làm ngược lại, tức là giữ xác ướp và cũng không có theo tâm nguyện của cụ mà xây cái lăng tốn kém như vậy? Thì cái này chúng ta thấy rõ ràng là họ đã không làm theo cái mà ông Hồ Chí Minh muốn, mà họ làm theo cái mà họ muốn, bởi vì họ cần một cái hình tượng, một vị thần, mà vị thần ấy là phải có không ít nhất là một cái gốc đa, thì bây giờ nó lớn hơn một cái gốc đa thì nó là cái quảng trường Ba Đình. Có một bạn khác hỏi tiếp cùng nội dung này, là bạn Tài Trần nói rằng cái xác ướp hiện nay của cụ Hồ Chí Minh nằm ở trong lăng, thì có phải là còn cụ của cụ thật không hay là bằng xác ạ? Câu hỏi này tôi cũng không trả lời được, vì tôi chưa bao giờ vào đấy và có lẽ chẳng bao giờ tôi vào đấy cả, vì tôi không có thích những cái xác nằm ở đấy,
để mà xem thì nó cũng là một xác người thôi. Nhưng còn đến cái lúc mà nó trở thành ra và thành ra bằng xác thì tôi không biết. Cho nên là các bạn vào xem và tự xác định xem nó là xác hay là cái xác thật.